kính chào cô chú anh chị đã tả lại với em nghe. Dắt lưới sáng xong là nghe cả nhà. Giờ nghe chạy về bắt neo. Nay đánh được mới cá ngát rồi cả nhà. Sáng nay có một nồi cá ngát cá chua. Cá ngát con bự bự bự. Về cây này không biết có cá nhồng không nghe cả nhà. Ở hổm thì mấy anh câu cây này câu cá nhồng ăn lắm. Em mời cô chú anh chị cùng theo dõi với em nha. Mấy anh lựa cá muối xong không biết có thu mua lại bắt không hay muối em với hầm em cũng biết nữa chưa biết. Từ từ rồi cả nhà.
bên bãi còn muối không? Cho con vịt thay vịt ơi. Muối. Muối. À, để hỏi xuống xa xin. Muối chứ không phải bụt tôi. Chó nè, chó nè, chó nè. Bãi còn muối không? Muối dạ. Họ cho bịt hay bịt cái bị lỗi chạy chưa kịp. Rồi. À, còn sót mực là. Nó để vậy. Thả cá đen. Xong rồi giờ em xuống mặn đồ phụ mặn đồ ăn với cha nghe cả nhà. Đây kìa đây. Thêm chồng chạy chồng khinh lam con kia tí mời chồng qua luôn tí mời chồng qua đây luôn. Ủa. Lại luôn đây để chưa. Rồi rồi. Cá gì vậy? Chín chưa? Anh thêm. Có. Chín cá chưa mấy ông vậy rồi. Chưa mà vậy hả? Hay là dính đó. Cá nhồng hay gì hả? Cá nhồng. Cá chưa tắm luôn, mấy ông câu có. Cá ăn. Chết. Chứ lẽ đừng cho nó chạy vô. Ở bên kia dính luôn.
chưa dính luôn cả người. Hai người luôn, đốt dính luôn. Con 30 ngàn. À, cho đâm tôm nước chấm như bắp cây ấm nước lên rồi. Rồi dần cá, cá bự. Đúng không em? Này chạy rồi. Cả hớt 8 tắc được mấy con hả anh thêm? Có con con chết chết ăn trú ở đây luôn hả? À, vuột lưỡi luôn hên lại. Thanh nữa dữ ta ăn dữ làm vợ nó ăn bạo nữa ăn bạc bạo hồi xưa rồi cả nhà đi xuống làm em kiếm bạn con hai con đó kiếm ít đồng gửi đồ ăn cả nhà lên xưa ơi con nặng mấy khủng long mấy con rồi xưa con nhỏ nữa.
nhà. Con ký hai con 30 bạch nha. Quy lên Quy ơi. Ôi chết chó, né chó. Đợi đạp cái nhông mày đạp đôi dép ra đâu có tác dụng với nó đâu. Giải văng lên. Trời ơi, ác chứ Quy. Chết. Câu ít con cả nhà. Chú cho em câu. Rồi hai đường luôn. Cá tạm luôn. Cho em chơi hai đường luôn. Cá nhồng 25.000 ký, cá tầm cũng 25.000 luôn nha cả nhà. Còn cá tầm 27 phải không? Chết đi Tư Thảo. Má ăn cá đẩy vô, đặt nặng vô. Nhảy hơn nhảy sống. Đâu? Chụp nhăn bụng bóp liền. Rồi, em câu về ít con cả nhà. Em ở ngoài cả nhà ơi, em lấy 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, 8 con mực. 8 mực là em câu cái dính mấy con cá nha cả nhà. Không dính con nào cả nhà. Anh Thanh dính luôn. Con Hiền thì sao? Đụng đáy hơn ốc. Không phải đụng đáy bắt cá bự. Cá mà anh Lùng anh luyện vô mình luôn cả nhà, anh bắt lên. Chết với em à. Ở tung bao độ cao quá tung thoải mái á. Có lối chì không kìa. Nãy giờ nó mực nó ít ăn hả? Cá bự nó ăn cá. Nó quất anh không? Tớt rồi cả nhà ơi. Lên tới mặt nước mới biết. Chết chứ lỗ rồi. Trời ơi. Úc dính là em hụt luôn. Đó coi. Úc cười. Rồi em. Chết cá bự rồi nó quay. Cao cá tích hay gì? Cá bự quá nó mực nó không nhạy bằng cá. Cái này có cá sống là ngon, cá sống mà cá con đó. Lên Út ơi. Ôi con cá mập. Ôi con cá mập hết da luôn, mà nó mập cá cái. Đứt hết lưỡi hả? Không chưa lớn lắm đi ta cả nhà. Lôi. Dính rồi cả nhà ơi, tội sảy lời trời ơi. Sảy rồi cả nhà. Rồi cái đầu tiên mà sảy là hiểu rồi. Cái này nó có hên tay nữa. Do cọc lưỡi nữa cả nhà, đừng đứt lưỡi được. Trình độ nó kém cả nhà. Dính hơn Út. Út dính nữa cả nhà. Gác em hai con rồi. À, cá cam luôn Út ơi. Nhầm ke.
con đó 6 lạng. Tung vô đây, kỹ rồi cái nó lĩa không hay. Thôi. Dính rồi cả nhà. Không biết xảy ra không. Ở sao dính cá ke rồi. Không bự, nãy giờ bán câu có bự không. Vũ lưỡi tật tật luôn, ghê quá anh Thanh. Lên cái nhà ơi, con này cũng không bự. Ôi, nó sóc má đào ngon ghê luôn anh Út, mà nãy giờ nó xảy hai con. Dạ. Con đó 20 ngàn, không được 30. Đó, đó. Xem vuột lưỡi lại. Nó bể cái nút lùi lùi hả? Hay nó tuột? Cá bự quá. Cá này câu người đã. Dính cả nhà. Dính ốc luôn. Cái gì chạy lên dưới ốc. Của em mình nãy bị quát lửa. Ấy, mé lên ốc có cắn đứt nhợ nó. Lên con. À, cái nhỏ chứ. Mới được cái kẹt 50 hả cả nhà. Dính rồi cả nhà. Thà giết làm tha làm chứ. Nó mới mái mái cái cả nhà không giật là nó hết mồi. Giật đại nó không dính thôi, lên giống một khác. Cái này về cái nhỏ xíu luôn đó quá. Nhỏ con kia. Nãy giờ câu cái nhỏ, câu mồi nhỏ nó dính một cái nhỏ. Nút né né lên. Nãy giờ em câu 3 con bằng 2 con không ăn câu à. Okay, không? Lên. Hả, nặng quá thục cây cần vô phân nhợ lên bắt. Qua đây, qua đây, qua đây, sàn qua đây tôi bắt. Ơ, đừng lại. Đó,
bự luôn đó cả nhà. Giờ nó muốn ngay. Ôi chết. Dính luôn cả nhà. Đó. Bây giờ chị chảy chảy. Tư Lâm bị lục màu à. Xa là đi máng vô đất. Ở chạy lượt bên đây dữ à. Mồi nhỏ với cá nhỏ, mồi bự với cá bự. Dạ em chỉ cần qua kiếm cá nhỏ lượn qua mặt anh Út thôi nha. Không cần cần đầu con chứ không cần số ký. À, giải quá coi nè. Cho anh giải trước. Ờ à, vuột lưỡi luôn. Thấy hên ghê hên đâu. Đó thì cũng hay dùng xuống cho đỡ lưỡi ngon chứ. Hên kìa, còn miếng nó vuột ơi. Mình đặt chi tiêu 5 con rồi. À hết mồi. Câu cá kiếm tiền mua đường với đồ muối khô, đồ muối cá khô. Hút hút. Thải cái ao luôn. Chín cả nhà. Con này bự rồi cả nhà. Ba bốn con cá mà vừa dính con cá nào còn chưa bắt chưa sát con nào luôn. Con này tiện chạy cũng vậy gì sáng mình chạy. Cái nhau bự. Cá bự luôn cả nhà. Ôi. Cá bự chạy ghê gớm. Ôi, nó ghi cắm đầu luôn nó ơi. Nó ghi cắm đầu luôn. Cam đó, cam bự á. Không phải, cái nhồng. Ồ, cá cam. Cam bự á. Ờ, cá cam. Ôi, sướng rồi cả nhà. Ê, ông hai loại ông câu cam 4kg. Bá bự á. Ghê hả? Để coi lên. Ờ, cá cam cả nhà ơi. Cam nó chạy như cái lồng lên chạy dưới. Lúc tay rồi, lúc tay rồi. Chưa chắc thôi. Cá nhồng em nỉa cá cam 40.000 kg nha cả nhà. Cá này cá cam nó đâu chạy dữ vậy à? Cá này hơi dính ngang bụng hay gì nè. Ôi, ôi cá tạm. Ôi chết. Cá tam, cá tam cả nhà ơi. Cứ từ từ bắt. Ôi cá tam, khủng luôn. Cá luôn trời ơi. Cá tam. Rồi, chết con luôn rồi dữ ơi. Tam cả nhà ơi. Tam cho bá luôn. Ôi, tam nó dính vậy hàng chi. Hàng chi nó chạy. Ôi. Nó càng có ký luôn cả nhà, dính ngang hông hàng chi nó chạy. Nó không bự mà dính ngang không, nó nặng nó chạy nó ngang nước á. Rồi hai lưỡi quát luôn đó. Ôi con này 2kg luôn cả nhà, trên 2kg luôn à. hai gan mấy. Dính nữa coi nhà ơi. Em tập tung đó.
em không dám ngồi luôn á. Lên Út ơi, lên Út ơi. Chết Út đạp vô luôn rồi. Qua mặt nó nứt rồi cả nhà ơi. Quát lưỡi cái em lấy lăng em cắn tao vô cái em bật tiếp. Rồi tết rồi. Lên tới đây chưa thấy gì hết. Lên mặt nước ăn luôn á. Cũng ráng đeo nào cục mồi lên tới mặt nước mới. Chứ mình ý y là vừa lên tới mặt nước ánh tán mình vừa không kịp cái sảy. Đó. Không máy cả nhà. Đỉnh nữa rồi. À nó vũ lưỡi, nó vũ lưỡi, nó vũ lưỡi. Em từ nãy giờ em câu cái nhồng là con nào cũng nhỏ xíu à. Không có con nào bự không mấy anh. Ngồi là không có đập tung, phải đứng. Con này nhỏ chết chết chưa đạt. Con này nhỏ chân con chết chứ nút đó hận là nút ơi nút đạt lên 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 xa sang cho đây nút vô luôn rồi vậy là dính cá khác hệ rồi. Ờ, à, thấy không? Cá lìa, anh Út ơi. À, vậy có mồi cá lìa. Cá lìa nó nằm ngang nó hay nặng lắm. Khi heo nữa. Thôi, đừng có gẹo nó Út mắt tập tung nó lìa hết mồi. Hết mồi rồi. Bên trên nước mấy anh cũng dính dữ tài lắm. Chặt chỗ thôi, đứng bên đây dễ bỏ cá. Nhiêu con rồi lộn? Tết rồi, lên tới tên mồi ngon quá. Em nào thấy cục mồi lên em mới ngưng rồi. Chúa nó không ăn nữa. Ngay chỗ anh Tư có ánh nắng là gì nó không ăn nữa. Thấy dạ, rồi kìa. Rồi, bị đâm rồi. Cái lìa đâm cong hóc hô hô tư lâm dính luôn. Tôi làm dính cá bự. Bằng đi.
Tớt rồi, tớt nữa. Cá này nó ăn chừng tiếng 2 tiếng là nó ngưng. Nó còn ở dưới mà nó không ăn nữa là nó không ăn nữa. Nó hết cái nước ăn, nước đang tở nó ăn. Dính rồi cả nhà. Ơi ngon. Tục đạt dính luôn. Ôi, đang cầm rồi ơi. Đẩy rồi. Cá thiệt bự. Bẹt sảy. Sắp lên nước sảy. Trời khỏi gỡ nó vụt luôn. Chết chim hành rồi. Hành dính rồi cả nhà. Cá bự rồi. Liếc liếc rồi em xả gần tới đáy rồi. Đó. Rồi cá bự. Mặt lúc luôn. Ở dưới tập trung lại, anh Út tóm lưỡi lại. Hai cá chưa? Của em. Trời ơi, có hai cá luôn. Mấy câu quá. Không phải. Của em. Mình 2 giờ mới tắm rồi coi nha. Nhảy cho cá nhát luôn đi. Trời mang dép tắm luôn ghê không coi nha. Nhưng mang dép tắm luôn. Nhảy xuống vậy đây coi cá chả heo rồi sao nó tám. Thì sớm về làm cá là chưa có anh nào tắm á. Coi cái cút xuống coi cá có chạy heo không này. Hả? Cút xuống coi coi cá có chạy heo không. Cá nhỏ nhỏ mà của em chứ. Cá của em nhỏ nhỏ không à. Không có con nào bự. Trời ơi, con cá tàm quý rồi. Có con cá tàm quá. Trời ơi, con cục mồi nữa, chưa hết nữa. Thôi nghỉ. Tôi câu có lối đâu. Ông nhấp lên, ông đừng có để ngăn thôi xả xuống. Bây giờ ông móc con mực nữa, móc cái lưỡi cuối á, hồi nào cũng xếp ở dưới á. Nó không có quay mực. Móc nó ngang ngang cái nó quay con mực cái nó xe. Được 8 chín con. Đây ăn dữ tài lắm nghe cả nhà. Bên đây tên nước nãy giờ mấy anh câu ăn dữ tài lắm. Cái quần rách đây. Cái quần rách đây cả nhà. Có 4 con hả cô? Con thấy con bếp giải quá tài luôn mà. Thêm dính.
đâu đâu con, cho con qua con đâu? Quay cái rồi đi. Đó đưa lên cho vợ nó mua giò heo rồi ăn. Ờ cổ con cá cam luôn. Trời ơi hai người vuông. Trời ơi thẳng dính hai con cá bự luôn. Trời hai người luôn. Trời ơi là cái đống cá. Hai kiếm thêm cái này. Cắt máy luôn. Không xảo. À hơn quy. Mấy con? 8-9 con. Rồi, ở con hả? Lần kết mấy luôn. Mà em cá nhỏ nhỏ. Mày nói sao đâu á? Không có cá bự nhiều hơn này. Lần câu đúng cá hết hồn. Nó không có sảy không, nó tóm lưỡi hay. Nhiều không xôi. Chết đi Huy. Đó, anh thủ thế lên cao luôn. Chết đi hai nữa, hai vô nữa, bên đây còn ăn dữ cả. Con câu vậy thôi hả? Ăn sao cá đâu anh Nguyễn. Con dính cái da dính luôn. Da dính. Cái sảy luôn. Nó còn ăn theo, chết chứ lùng nữa. Đó lưỡi độc như là. Giật quá giật. Rồi sảy luôn, lùng sảy. Chết. Cá của em câu nhỏ hơn con á. Rồi, ơi cỡ câu cỡ cá lùng vậy á. Từng con cá tàu 2 kg. Chú 10 dính nữa, chú 10 dính nữa các bạn. Rồi sảy luôn rồi. Rồi Út Quân dính nữa, nó sát lại ta dẹp ống câu rồi. Ở cái đóng của anh Thanh, Thanh cũng kết máy. Rồi sảy luôn rồi. Rồi mới thấy dính đó, chạy xuống sảy rồi. Tắm lên nè. Bên đây còn ăn ở thay. Từ ngày câu được mới em ngưng rồi. Ba khên con nào ông lão con nào con ấy bằng gấp đùi vậy á, con là ba gan mấy không á. Trời ơi có 30 con à, 30 con bằng con có tiêm rưỡi. Con thấy ông dính này mà thấy không, bệnh giờ dính đó ra dính qua quay ông mày gì cho ba thấy mày đợi ra dính chơi dính. Lão có ba con, dính con mấy con bằng cả thước. Cần yếu cho hụt vô á, phăng lên. Rồi. Hụt cái cần vô tông bếp á. Bệnh nhợ lôi lên. Chết, 15 luôn. Còn ăn ghê.
cá ăn gì kêu cơm không à, anh à không vô ăn có chén cơm mắc hết mấy trăm ngàn mà không vô nữa nè. Hụt cái căn lại, hụt cái căn lại, cho hụt cái căn vô nắm đi sao chị á. Hụt lại, hụt lại phân cái con nhỏ lên. Dạ. Kêu lại. Từ nay nãy giờ có 2 con à. Cổ có 4 con à. Chưa thành công, đưa ngoài là chưa thành công. Đưa ngoài lên lớt. Rồi còn con lưỡi à? Con lưỡi là đọc rồi. Giờ xong rồi nghe cả nhà, anh gom muối, muối lượng ăn cơm, tắm lửa ăn cơm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kết nha cả nhà. Người kết. Ôi, ăn cho ta. 15 à. Thấy không? Làm miếng lạnh cho chơi chắc lạnh chút. Đây, của em cũng được kết đây. Kết được 200 lưỡi nha cả nhà. Lít ít mình trồng lên cho lít ít đi. Buồn chứ buồn chứ giờ không có dây làm dấu nữa. Tên ngu đâu tên ngu? Nè. Thầy ra nó tên ngu. Á, tên ngu còn hay quá. Cái cuốn cuốn lá này nè, lá khoa. Cuốn đâu, cái cuốn mệt, cái ghe có nghiêng đâu mà cuốn lên lúc quá. Thôi, lão. Cá thú. Ghét ghê. Chị trái ra là mai mau. Mày mấy khên lụng? Lụng? Hai khên. Cám không? Hai con. Hai kết rồi. Không được. Chia ra cát lụt đó. Lụng nó 13 kg à. Nó con bự đúng không ạ? Ừ, con có 16 con. Được được 2 kết thôi. Còn 3, con là mới nhắc 18 con. Yếu rồi. Là... Đâu đâu có mình đó mình câu chứ còn 16 con. Con bán cá thì ghê vậy. Ơi ơi, đâu lẽ điên không? Mẹ không. Ơi, 19. Tao còn sao ở đó nghe. Không ảnh đâu. Chú ơi, quê. Mấy chiếc là không? Của em. Sớm dính. Cá này không dữ. Ông bữa ba con này có một con, có con này bự hơn. Cá nó lớn hơn con chị mẹ. Con này mấy mày ăn nó hồi nó cũng ăn nó. Đấy nó giấu em chưa, giấu rồi. Đấy.
Chờ mấy anh làm đồ ăn lạc nha cả nhà, có 3-4 người. Hủ qua. Hủ qua gì cả. Không đi đâu mà. Không ăn. Kéo không? Rồi mấy chú quên. Hai mâm ăn mặn. Mình lại mà vô đó tợ con ngát con tấn thấy không? Con heo. Đây có mấy người. Ăn lạc ăn mặn. 2 ngày ăn lạc. Để đũa cho nó không. Ba thì ăn tớt thôi nha cả nhà. Để cắt công lại đợi lâu không không không? Chưa nêm nếm gì ta hả? Ừ. Chén đi. Họ có đường đây. Nè lúc về đây nè. Mình còn mấy người. Ê, một mâm ăn cơm, một mâm nhậu nha cả nhà. Mời cô chú cơm cùng với anh em bạn ghe nha. Mới có nằm cái chén nào ơi. Rồi mình đây có một tô nữa. Đưa sang một tô đi. Cái này đây. Không hay đừng luôn. Tại tao nêm tao nào thì tao biết đâu nó nấu rồi. Đây cá ngát nữa nè. Lấy hai cái béo không chú mời? Béo. Đừng xương. Mời cô chú. Một, hai, ba, đây là bốn, thao canh chua với một thao nước giấm. Đũa, đây đây đũa nè, lấy hai cái chén nữa, cái đũa. Này, canh chua. Ăn tôm của ông này. Giấu. Vậy. Lấy dùm hai cái chén nữa đây. Thiếu nữa hả? Thiếu. Nó có bảy người. Em lấy thao cho mày mẹ. Cái toàn đảo để nhậu. Tính không? Cái ngát không? Cái ngát có tính không? Vô xương. Nhận cái ngát cho nó đi ông, đừng gấp được con không? Để không cho mày từ từ này. Cái con từ từ. Nè. Phan cho bỏ ra vô. Cái nắp là lấy nắp đậy không? Nắp vô. Lên ngay vô cho Dũng rồi. Từ bẻ vài cái rồi. Biển. Rồi lên. Hai cái ăn cơm. Ông. Lên. Hay lên. Con quay nghe bạn kia quay. Coi nó không vô mình đi. Ly đâu? Ly đâu? Ngay vô anh đi. Cảm đi. Đạt đạt. Qua hả? Đạt. Xích vô đây. Đó hả? Trời ơi. Vô cái nồi cơm chút rồi. Cái ly nhậu lúc cuộc lạc. Ờ, ngộ thiệt chứ mấy ông. Mấy ông nhậu cho mày ơi. Đâu mà lạc quay ha. Ổn chào lên đây. Có ly tô này có chén bát gì cho có đổ chưa? Chưa gì ở đây để cho mày đổ hết đổ rồi. Ủa cái tô không mà đổ xưa. À chế nước mắm qua. Đây rồi. Mày có đâu phải không? Vừa không có bỏ đường thêm không anh Tư? Nói gì nói đi hả? Bụng. Đậu lão. Ê nói con mẹ gì đứng nói vậy? Lên tỉnh cho mấy trả. Anh Thành này ăn lạc. Bụng. Vậy? Còn ăn không á? Làm cách lái cá giờ có ngồi. Chuyện là chuyện lên tỉnh, tỉnh cho trả mấy trả ăn cơm ta đó. Để đó thôi. Làm gì vậy? Cơm xong 12 giờ ngủ. Chắc làm hai về. À chừng nó chín cá không ngon. Ba đây lấy gì chắc. Tự chín ta phải đè xuống rồi. Đi vậy. Ba phải làm con có được. Cái lối gì? Mẹ ăn cơm nước gì chứ. Có dư cái chén không? Nè, tiếng bình xương hả? Nè, đây dư cái nè. Vô quốc cái bạn gái. Có nhậu đây mà mình không có sợ nó chửi. Lấy cái nồi lao vô luôn. Cái gì? Rồi lấy đi, đừng ngồi tôi đậy lại cái gì đó. Để không ngồi ngoài lại. Để nó bụng qua, tôi để qua đầu nước nó. Vô với ông già đâu kìa. Giờ đi ngồi dưới gọn máy đó là để lên đây chứ ngồi lên hết con thích nhậu ngoài. Còn máu nội. Để cho tao cá cho tao dám. Ừ. Ừ, thanh nãy nhậu lạc. Tôi giữ ta. Còn yêu chén tao cơ. Chén nào đâu người ta. Tôi có hả? Ủa vậy là để tôi lấy dư người ta. Còn bảy cái cũng đâu dư. Bảy cái chén phụ. Nước dừa chưa? Phải rồi. Cái sạch nước đó ra. Nè, dừng nước cho chưa có đủ một kem á nha. Gì hả? Dạ? Chưa uống anh cái nào thôi hả? Được rồi, ông ăn lạc. Là có chín chưa hả? Lâu rồi vậy? Đúng chạy ra rồi. Nghĩ rồi ăn lạc. Bớt ra làm đi. Ra ngoài đi. Rồi vô cái đi tệ. Ủa Dũng không làm vậy? Anh ăn lạc mà. Chua không? Chị chua không? Đi vô chưa? Được rồi, được rồi. Được rồi. Cả làm năm trăm cưỡng nhậu hả chị? Ê quy quy chị truyền cho chú Tư quy. Mình đi. Chín nè. Rồi nó tóc. Em mời cả nhà ăn cơm chung vui cùng anh em bạn ghe nha. Em xin kết thúc video ở đây. Em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cuối video của em cả nhà. Nhận vô cô khác mới có ba con hả? Ăn cho ai ăn gấp. Em mời cô chú anh chị. Ở đây còn hai con hả? Còn ba con, còn ba con. Bỏ khác vô. Bỏ vô. Con đúng không? Vô con là chính vô luôn tay. Chén con luôn đi, nửa con nó bể. Con đi.